Tập 13. Như vậy đi, em lái xe. Em đi đâu anh đi đó, được không? Em hết tức rồi sao? Chưa. Vậy em tiếp tục đi. Hết xăng rồi. Đằng trước có trạm xăng, em lái qua đó đổ xăng đi. Không thêm được nữa rồi. Sao vậy? Xe hỏng sao? Rất lâu trước đây, mỗi khi em muốn bỏ cuộc, em tự nói với mình cố lên. Đến khi em gặp khó khăn và muốn trốn chạy thì em vẫn tự nói với mình cố lên. Thậm chí có nhiều khi em cảm thấy tuyệt vọng, không nhìn thấy tương lai, em vẫn tự nói với mình là cố lên, cố lên. Nhưng bây giờ, đến một chút sức lực em cũng không có nữa rồi. Anh biết con đường làm ca sĩ rất gian nan, bắt buộc phải nỗ lực hơn người khác mới có thể hàng đỉnh nhất. Chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn muốn trốn tránh vấn đề sao? Em biết là anh lo lắng cho sự an toàn của em, nhưng mà em nghĩ nếu như anh thực sự không muốn đối mặt với chuyện giữa anh và em thì anh nhất định không theo đuổi, phải không? Đến em còn có dũng khí để đối mặt, vậy mà anh còn gì phải đắn đo? Anh sợ làm tổn thương em. Anh đã làm tổn thương em rồi. Xin lỗi, anh không cố ý. Bây giờ thì em đã hiểu rõ, người nói xin lỗi mới là người thắng cuộc. Anh biết chuyện này có ý nghĩa rất lớn với em. Em có thể không tha thứ cho anh, nhưng lời xin lỗi này anh nhất định phải nói. Hàng đỉnh nhất, những lời nói của anh luôn hay như vậy. Anh là người mãi mãi không bao giờ làm sai chuyện gì, anh có biết không? Anh xin lỗi. Nếu như không có hiểu lầm trước đây, em sẽ không giống như ngày hôm nay. Anh xin lỗi. Em luôn cho rằng vì ông trời muốn bù đắp cho sự tự ti và kém cỏi của em, cho nên đã cho em gặp được anh lúc em thê thảm nhất, yêu anh. Coi như lời nói của anh là phương châm sống. Coi như lời cổ vũ của anh là mục tiêu để em phấn đấu. Mấy lời đó anh chỉ muốn động viên em. Em biết là anh có lòng tốt, nhưng mà đối với riêng em, ngoại trừ tình yêu, còn có gì có thể làm cho em thay đổi nhiều như vậy? Biến thành một người mà chính em cũng không nhận ra. Lúc đó chúng ta còn rất nhỏ, chúng ta đều không hiểu tình yêu là cái gì. Trưởng thành rồi anh hiểu rõ sao? Em không nghĩ như vậy. Có một số người cả đời này cũng không thể hiểu được, mà họ chỉ giả vờ như mình biết mà thôi. Cho nên những ca sĩ như bọn em luôn hát rằng tình yêu thật đẹp đều là vì cổ vũ cho bọn họ, để bọn họ có niềm tin vào tình yêu. Vốn là không phải như vậy. Sau khi em nổi tiếng, em đã gặp được anh. Em đã nghĩ rằng đây là ân huệ mà ông trời đã ban cho em. Nhưng lúc nào cũng là khởi đầu tốt đẹp, kết thúc khổ đau. Anh không biết nên nói gì mới có thể bù đắp cho em. Những nỗi đau trong quá khứ có thể được bù đắp sau. Nếu như có thể, em nhất định sẽ
quên hết mọi thứ. Anh có hiểu không? Thực sự Thành cũng nhớ Ngải Trân đi hồi nhỏ. Anh không lừa cô ấy. Giọng của cô ấy thực sự rất hay. Cậu xem trên Weibo có rất nhiều người hâm mộ của Ngải Địch mắng thịt cốn qua Hữu Hy chưa? Đúng là đáng đời. An Phách không phải đã nói với họ không cho bọn họ nói về chuyện tình cảm nữa sao? Cậu không biết những chuyện càng không cho người ta nói thì càng nhiều người muốn bàn tán sao? Tiểu Tiếu, tại sao cậu lại hận Hữu Hy như vậy? Tại vì mình không phải là người đầu tiên mà cậu ta yêu. Trước đây mình nghĩ người đó là mình, nhưng không ngờ cậu ta lại đào hoa như vậy. Mình không ngốc như cậu. Nếu bây giờ vẫn bảo vệ tên khốn đó. Nhưng anh ấy là mối tình đầu của chúng ta, như vậy chưa đủ sao? Cậu xem giờ này anh ấy như vậy, cậu không đau lòng sao? Tại sao mình phải đau lòng vì cậu ta chứ? Cái này mới chỉ là bắt đầu, chuyện hay còn phải xem vé sau kìa. Ngải Địch biến mất rồi. Bữa ca nhạc của trường phải làm sao đây? Mình muốn xem cậu ta làm thế nào giải thích với toàn trường. Tại sao cậu cứ phải thâm thù đại hận như vậy? Cậu tha cho người khác, cậu tha cho bản thân không phải là tốt sao? Mình chính là như vậy. Vì vậy cho nên mình mới xúi dục cậu giả có thai để lừa cậu ta, để cho hắn tinh thần bất ổn. Cũng vì cậu ngốc đến như vậy nên mới trúng kế. Cũng không thể nói như vậy được. Là cậu tự nguyện mà, phải không? Bây giờ cậu vốn không nghĩ chuyện này là quan ức. Nhưng qua Hữu Hy vốn cũng không thèm để ý tới cậu thêm một chút nào. Cậu thực sự là quá thảm rồi. Cậu như vậy không phải là dồn bạn vào chỗ chết sao? Mình đúng là quá thảm và quá ngu đi. Mới tin cậu. Mình vẫn luôn coi cậu là bạn, vẫn nghe lời của cậu. An Phách có biết chuyện này không? Tại sao mình phải nói cho An Phách tất cả mọi chuyện? Chỉ vì cậu ta có tiền thôi sao? Mình không có thân phận nô bọc như cậu. Cậu ấy được chiều sinh kêu bởi vì sau lưng cậu ấy còn có người cha là Ngô Vũ Đình. Nhưng cậu ấy không thể hung hăng được lâu nữa. Bởi vì ba cậu ấy sẽ kiểm soát quyền tài chính của cậu ấy. Cậu nói bừa gì vậy? Mình không nói bừa, là quyết nói cho mình biết. Ngô Vũ Đình sẽ không để cho An Phách làm nhà sản xuất đâu. Đến khi An Phách không còn giá trị lợi dụng nữa, cậu nghĩ Khang Tử Duệ còn cần cậu ấy sao? Cần chứ, bởi vì hai người họ thật lòng yêu nhau. Thật lòng yêu nhau. Khang Tử Duệ đã yêu thật lòng được mấy người con gái chứ? Dù gì thì mình cũng không tin. Mình nghĩ đến bản thân An Phách cũng không tin. Tại sao cậu lại tin chứ? Cậu không thấy bản thân cậu rất được cười sao? Cậu có một chuyện cần nói với cậu. Vì An Phách thấy có lỗi với Hoa Hữu Hy nên mấy ngày nay đều đi cùng với hắn. Nó không chừng hai người bọn họ đã bắt đầu có tình cảm. Bây giờ đang ngủ với nhau rồi. Cậu đừng có nói bừa được không? Không thể nào An Phách sẽ không làm như vậy. An Phách có làm hay không thì sao cậu biết? Nói tiếp đi. Ủa công tôi coi cậu là bạn. Vậy sao? Tôi lại luôn nghĩ mình chỉ là cung nữ của cậu. Mai Bảo không cần đi, cậu ấy là bạn của tôi. Cậu đừng quên, cậu từ Đông Bắc một mình lên đây cái gì cũng không có. Là ai đã giới thiệu để cậu quen với người giúp đỡ cậu?
Và ai đã giới thiệu việc làm thêm cho cậu? Mai bảo cậu không cần nghe lời cậu ta nói, cậu có thể ở lại Thượng Hải là do cậu chăm chỉ trung thành với bạn bè. Mình hỏi cậu lần cuối, cậu có đi cùng với mình không? Xin lỗi An Phách, Tiểu Tiếu không phải cố ý làm cho cậu buồn đâu. Cậu ấy bình thường rất ngưỡng mộ cậu. Không sao, mình không để tâm tới cậu ta. Từ trước đến nay mình chưa từng quan tâm đến bất cứ ai, ngoài trừ Dạng Gia, Vivi và cả cậu. Mình cũng có phần sao? Đương nhiên rồi. Từ nhỏ mình đã không thích ở nhà một mình. Mình hy vọng mình có thể có thật nhiều bạn tốt. Mọi người chơi chung với nhau ồn ồn ào ào, tốt biết bao. Nhưng mình không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Sau này mọi người còn có thể thản nhiên đối mặt không? Mình thực sự rất sợ mất các cậu. Yên tâm đi, mọi chuyện đều sẽ qua thôi. Bọn mình sẽ không rời xa cậu, được không? Tất cả sẽ qua thôi. Đã ngủ với thằng anh rồi sao? Không phải là ngủ với thằng em đó. Tôi cảnh cáo các cậu, đừng nói bừa nữa. Chưa ngủ cùng ai hết, chỉ là nắm tay đến lúc trời sáng thôi. Tôi không thèm tin cậu. Tôi cảnh cáo các cậu đừng có nói bừa. Hiểu thế nào là miệng đời không? Khang công tử, tôi nghe nói cậu yêu thầm Hoa Hữu Hy à. Nghe nói cậu ta từ bảng xếp hạng của trường rơi xuống hạng chót rồi. Chuyện diễn ở buổi ca nhạc của ngài địch, nếu như cô ấy bỏ đi rồi, tất cả mọi người sẽ không tha thứ cho cậu ta đâu. Báo Thượng Hải đăng rồi, bán vé rồi, các khoản tài trợ của ban giám hiệu cũng đã dùng rồi. Bây giờ em nói tôi không mời được ngài địch. Không phải em đã nói chứ không mời được sẽ nghỉ học xong. Đi đi, bây giờ em nghỉ học đi. Thầy Lam à, bây giờ ngoài xin lỗi ra thì em không biết nên nói gì khác nữa. Ngài địch không đến được bởi vì ca nhạc không thành, vé có trả lại được không? Vậy những chi phí đã bỏ ra ai sẽ bồi thường? Thì em dây tiền trả lại là được. Dây tiền sao? Người ta thế chấp nhà để dây tiền. Em thế chấp cái gì? Thẻ học sinh sao? Tôi mặc kệ, em tự quyết định đi. Thực sự bây giờ em không biết phải làm gì. Tại sao không quyết định được? Không phải ngài định có ý với em sao? Em đến chỗ người ta phóng tiền đi, khoe vẻ đẹp trai đi. Người cô ấy thích là anh trai của em, không phải em. Vậy thì càng tốt, em để định nhất lo đi. Bây giờ em làm cũng không được. Em bây giờ không biết phải làm sao nữa rồi. Còn biểu diễn sao, bởi vì có Khang Tử Duệ chắc không quay được nữa, cũng chưa chắc nữa. Tùy em thôi. Tối nay đừng đến ký túc xá của tôi. Cái đó, thầy à. Suốt cuộc hai người đã làm trò quái quỷ gì vậy? Bây giờ là lúc nào rồi? Lập tức gọi người ra đây cho tôi. Nếu không thấy người đâu tôi sẽ báo cảnh sát đó. Anh à, có cần phải khoa trương tới như vậy không? Hợp đồng phim vẫn đang hoàn thành. Em vẫn còn chưa ký, anh vội cái gì? Anh đã ký rồi. An Phách, bây giờ anh là cổ đông lớn của phim. Nếu như em không để ý, anh có thể cho em tham gia. Anh nói vậy là ý gì? Anh muốn để em thấy rõ. Anh giúp Tử Duệ không phải vì anh muốn kiếm tiền, mà là vì muốn giúp bạn anh thực hiện giấc mơ. Hai người bọn anh trở thành bạn từ lúc nào vậy? Còn không phải là vì lợi ích chung sao? Khang Tử Duệ, em vừa mới nổi nóng với anh thôi. Anh đã tìm người khác lấy tiền rồi. Được rồi, được ôn nữa. Chúng ta cùng ở đây là để giải quyết vấn đề. Chỉ vì một gái địch mà mọi người đều không vui như vậy có đáng không? Cô ấy đã ký hợp đồng phim rồi, tiền đặt cọc ứng đồng đã đưa rồi. Điều tôi quan tâm là cô ấy có thể diễn bộ phim này của tôi không?
Định Nhất, rốt cuộc gã Định đã đi đâu rồi? Cậu biết được bao nhiêu đó hết cho bọn tôi đi. Đừng phá hỏng chuyện tốt của bọn tôi. Đừng hỏi nữa. Một người con gái có thể bỏ bê công việc chơi trốn tìm, ngoài chuyện tình cảm ra còn có vấn đề gì khác? Tôi nghĩ cô ấy cần có chút thời gian để bình phục. Tôi không có thời gian để chờ cô ấy bình tĩnh lại. Tôi cần phải giải thích với truyền thông. Thật ra cậu chỉ làm tổn thương sự kỳ vọng và tình yêu của ngài Địch. Nếu cậu thực sự có thể theo đuổi cô ấy, làm cô ấy thừa nhận tình yêu trước đây, những chuyện này sẽ được giải quyết. Người mà anh em thích không phải ngài Địch. Em không thể để anh ấy chịu trách nhiệm thay em. Em sẽ đi xin lỗi ngài Địch. Định Nhất à, nút thắt trong lòng ngài Địch đều trông đợi ở cậu. Anh đừng bông chờ gì ở tôi. Tôi nghĩ người ngài Địch không muốn gặp Nhất chắc là tôi. Không cần biết ngài Địch có tha thứ cho tôi hay không, tôi vĩnh viễn sẽ coi cô ấy là bạn. Ngoại trừ việc theo đuổi cô ấy, tôi nguyện làm mọi việc vì cô ấy. Định Nhất, cậu rất tốt bụng, rất thật thà. Đây chính là nhược điểm của cậu. Nhưng ngài Địch buông ba ngoài xã hội lâu như vậy, có rất nhiều chuyện không phải đơn giản như cậu nghĩ. Cô ấy thật sự rất đơn thuần. Cô ấy cũng là một người rất trọng tình cảm. Tôi nhất định sẽ không bán đứng cô ấy. Người anh em, nghe lời tôi đi. Đừng coi trọng chuyện tình cảm của một mặt hàng quá. Anh nói câu này là có ý gì? Những thông tin này chỉ một số người giàu mới nhận được. Bên trong thì những ngôi sao hạng nhất đến ca sĩ hạng 3 đều có giá cả rõ ràng. Cùng ăn một bữa cơm giá từ mấy vạn đến mấy trăm vạn cũng có. Tên của ngài Địch cũng ở trong đó. Cậu không thể sỉ nhục ngài Địch như vậy. Nếu mình không muốn để các cậu xem, lo rằng sẽ tổn hại đến tình cảm giữa bọn cậu với ngài Địch. Nhưng mà tình hình bây giờ không như vậy. Tôi lo cậu sẽ bị tổn thương. Các cậu tỉnh táo lại đi. Đừng biến mình thành đồ chơi trong tay người khác. Tin nhắn như thế này không thể chứng minh được điều gì hết. Ngài Địch không phải loại người đó. Hàn Định Nhất, tôi rất thất vọng với cậu. Tôi cũng rất thất vọng với cậu. Tôi biết Lạc Y đã làm tổn thương cậu rất nhiều, tôi có thể hiểu. Nhưng mà cậu không thể biến thành một người vô tình như vậy. Tôi nói rồi, đừng nhắc tới Lạc Y trước mặt tôi. Tôi có tin vào tình cảm hay không không liên quan tới cậu. Đúng là không liên quan tới tôi, nhưng mà có liên quan tới Dạng Gia. Nếu như cậu không phải là người trọng tình cảm, vậy thì cậu coi cô ấy là gì? Tôi biết cậu nói câu này nhất định sẽ nhắc tới Dạng Gia. Tôi coi cô ấy là gì không hề liên quan tới cậu. Vì người cô ấy chọn là tôi, không phải cậu. Ứng Đông, anh đừng như vậy. Ứng Đông, chúng ta có hẹn giới vì tiền bối tạo hình đó phải không? Ứng Đông, tâm trạng của em không được tốt. Anh với em đi trước đi. Những người này nói chuyện không hay. Em không muốn lái xe một mình, đi thôi. An Phách, chuyện của anh không cần em lo. Cậu tiếp tục nói đi. Tôi là bạn của cô ấy. Tôi có quyền lo chuyện của cô ấy. Chuyện của cô ấy sớm đã không liên quan tới cậu nữa. Mơ tưởng của cậu chỉ khiến cậu trông càng đáng thương thôi. Biết tại sao cô ấy chọn tôi mà không chọn cậu không? Bởi vì tôi có tiền sao? Sai, bởi vì cậu quá nhu nhược. Vì cậu cơ bản không thể theo đuổi tình yêu của mình, chỉ biết trốn tránh, chỉ biết mãi mãi sống trong cái thế giới bé nhỏ của cậu. Một ít giả tâm của đàn ông cũng không có. Tôi có thể cho Dạng Gia mọi thứ mà cô ấy muốn. Cậu có thể không? Cũng giống như vậy, nếu như ngài Địch có cơ hội, cô ấy cũng sẽ bám lấy tôi. Nhưng tôi không giống như cậu, sẽ không thèm để ý tới cô ấy. Vì người con gái như vậy không xứng đáng. Anh à, Định Nhất,
Định Nhất có chuyện gì từ từ nói. Ứng Đông, anh sao rồi? Để em xem. Anh có sao không? Hàn Định Nhất, tôi vẫn luôn đánh giá cao năng lực đi lên từ bàn tay trắng của cậu. Đây chính là nguyên nhân để tôi cho cậu cơ hội. Nhưng ít nhất bây giờ cậu nên biết rõ. Rốt cuộc thì cậu đang làm cái gì vậy? Tôi cho rằng chúng ta là bạn, nhưng thực ra thì cái gì cũng không phải. Bạn bè với nhau sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện sao? Rốt cuộc thì điểm nào mới là vấn đề? Có lẽ đáp án nằm ở cú đấm vừa rồi của cậu. Cú đấm đó rốt cuộc là đánh vì ngã địch hay là dạng gia? Ứng Đông, Lan Phách gọi. Cậu có hai cuộc gọi nhỡ của anh Tử Duệ và ba của anh. Họ đã gọi rất nhiều cuộc. Anh gọi lại cho họ đi. Hàn Định Nhất có gọi đến không? Không có. William gửi tin nhắn cho anh. Cậu ta nói gì? Anh ấy nói bên kia đã trả lời rồi. Có ban công ty triển lãm tranh châu Âu rất hứng thú với tranh của em. Ông ấy có thể tổ chức một buổi triển lãm quy mô nhỏ để thử trước. Tiếp theo còn sắp xếp một buổi triển lãm cho em ở Bắc Mỹ. Sau đó sẽ giúp em tham gia vào cuộc bình chọn cho giải thưởng lớn nhà nghệ thuật trẻ tuổi quan trọng nhất trên thế giới. Về phần chi phí đẩy mạnh, việc này em không cần biết. Trước khi em gặp ban, đây là khoảng cách nhanh nhất kéo gần khoảng cách giữa chúng ta. Là em không thích hay đang nghi ngờ tài năng của mình? Em đang nghĩ, có phải chỉ cần có tiền thì có thể thống trị được thế giới này không? Tất nhiên là không thể. Nhưng mà trong thế giới của anh buộc phải điều khiển mọi thứ. Với anh, việc điều khiển mọi thứ quan trọng đến như vậy sao? Anh càng muốn biết sự điều khiển đó thành việc có thể giúp người khác thực hiện được, tương lai có thể thấy trước. Có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của mình là một việc tuyệt vời biết mấy. Giống như anh mở cửa tiệm cho Hàn Định Nhất, đóng phim cho Khang Tử Duệ. Mỗi việc làm anh đều hưởng thụ tình yêu thương của mình đối với bạn bè. Em biết đó là cách anh thể hiện tình yêu của mình. Rồi một ngày họ cũng sẽ giống như em, sẽ hiểu anh thôi. Không đâu, bọn họ sẽ mãi luôn nghĩ rằng anh đang kinh doanh, giống như bọn họ không quan tâm đến anh. Thành tích trong lĩnh vực kinh doanh của anh đều có được giờ dần sáng của ba anh. Chỉ có thông qua bọn họ anh mới có được một ánh mắt hướng đến mình. Nhưng lúc nãy anh thấy mình thật ấu trĩ. Anh thực sự không biết mình sai ở đâu. Anh đang lãng phí tài nguyên của chính mình. Sao lại dùng tiền để làm những việc tốn công sức khi không thu được kết quả chứ? Ứng Đông, anh đừng có nghĩ như vậy. Có thể dạo này Hàn Định Nhất vì chuyện của ngải địch nên tâm trạng hơi buồn bực. Lúc nãy anh ấy chỉ nhất thời kích động. Em đừng có nói nữa. Không phải anh để bụng. Em đứng cạnh cậu ta, hai người là bạn bè bao nhiêu năm. Em nói tốt cho cậu ta vài ba câu anh có thể hiểu được. Nhưng mà con người Hàn Định Nhất không thể làm nên việc lớn. Vì cậu ta quá yếu đuối. Yếu đuối với người khác, càng yếu đuối với chính bản thân mình. Nếu lần này cậu ta có thể bất chấp nuốt giận đến tìm anh, thì anh nhất định sẽ nhìn cậu ta với con mắt khác.
Nhưng mà cậu ta không có. Cậu ta không có quý trọng cơ hội anh cho cậu ta. Cậu ta càng không cảm thấy tiếc nuối khi đánh mất đi người bạn là anh đây. Không có đâu. Con người anh ấy đâu phải anh không biết. Anh ấy quá khô khan, không biết bày tỏ bản thân mình. Nhưng mà trong lòng anh ấy thực sự là hiểu rất rõ. Việc buôn bán của tiệm hoa đối với anh mà nói thực sự quá nhỏ. Anh vốn không định dựa vào nó để kiếm tiền, chỉ là muốn giúp đỡ có thêm một địa điểm tụ tập mà thôi. Bây giờ sức lực của một người có hạn, đôi lúc anh đã lựa chọn những người bạn có giá trị cho mình. Anh không muốn quá thân thiết với bọn họ nữa. Bạn bè với nhau giữa lúc xảy ra xung đột là chuyện rất bình thường. Giống như em với Vivi, hai đứa em cũng thường xuyên cãi nhau, nhưng sau khi cãi xong thì quan hệ lại tốt hơn trước. Nhưng anh không giống như em. Từ sau khi em xuất hiện thì tình bạn với anh và Định Nhất đã định trước là phải kết thúc. Ngại địch chỉ khiến cho mối quan hệ đó nhanh kết thúc hơn mà thôi. Sao không thể cùng tồn tại chứ? Đương nhiên là không được. Tình yêu vốn chỉ tự do. Rõ ràng là việc của hai người, tuyệt đối không cho phép thêm một người nữa bước vào. Quan hệ có tốt đến mấy cũng vô ích. Em đã chọn anh thì nên phân biệt rõ thị phi đúng sai. Phải biết rõ em đang ở bên cạnh người như thế nào, hãy quyết định em là người như thế nào. Em hiểu chứ? Nói chuyện đường hoàng với em được không? Anh im lặng như vậy em không quen chút nào. Nhà ăn của anh có thể sẽ đóng cửa. Không phải chứ? Ứng Đông sẽ làm như vậy với anh Định Nhất thật sao? Em nói đi. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này được không? Qua Hữu Huy và ta hôm nay cực kỳ không vui. Vậy nên Qua Hữu Huy và ta đến quán bar chơi gái đi. Sáng mai cậu dậy sửa mặt. Lại là một hảo hán có đúng không? Em có vấn đề gì sao? Phiền phức một phụ nữ mang đến cho anh còn chưa đủ. Chơi gái cái gì? Nhưng mà như em vẫn thích anh của lúc đầu hơn. Mỗi ngày đều vui vẻ, giống như con quỷ háo sắc quấn lấy phụ nữ. Quỷ háo sắc không biến thành kẻ bất lực là tốt rồi. Vậy theo đuổi ngải địch có được không? Thế thì phụ nữ càng yếu đuối, anh càng có thể dùng cách thức nguyên thủy để đuổi theo cô ấy. Cái gì? Kẻ đeo bám. Em nói cho anh biết, làm kẻ đeo bám quan trọng nhất là phải mặc giày. Về điểm này thì anh được ông trời ưu ái nhất rồi. Vậy nên bắt đầu từ ngày mai anh hãy quấn lấy cô ấy, làm phiền cô ấy. Dính lấy cô ấy, làm cho cô ấy phiền phức đến chết. Đến khi cô ấy không thể rời xa anh được thì anh hãy biến mất một cách hoàn toàn và đừng quan tâm cô ấy. Lúc đó chắc chắn cô ấy sẽ rất nhớ anh đó. Khi đó anh hãy xa tay. Qua Hữu Huy và chúng ta, dù là Trương Mạn Ngọc hay là Angela Jolie, đều sẽ tốn được, có đúng không? Vậy nếu anh theo đuổi cô ấy thật thì em sẽ làm sao? Em à, em không sao. Anh vui là được rồi. Vậy còn con thì sao? Em sẽ phá thai. Này, em chơi tiếng tăm của anh chưa đủ xấu sao? Từ nhỏ mẹ của anh đã dạy là sai phải nhận lỗi, bị đánh phải chịu đựng, vậy mới là đàn ông. Lần đầu tiên anh nắm tay em một cách nghiêm túc như vậy. Vậy sao? Qua Hữu Hy, em sẽ rất muốn cả đời nhớ mãi cái cảm giác này. Cô bé ngốc này. Qua Hữu Hy, những lỗi lầm anh phạm phải trước đây là gì chứ, có đúng không? Người trẻ tuổi chúng ta ai mà không phạm phải sai lầm, ai mà không nói dối. Phạm lỗi là đặc quyền của những người trẻ tuổi chúng ta, không ai quản được. Mai Bảo, em biết không? Lần đầu tiên anh cảm thấy có em thật tốt. Anh có thể nói lại lần nữa không? Khóc cái gì chứ? Cuối cùng anh cũng cười rồi. Anh cười nhìn rất đẹp trai. Thật chứ?
Rất vui vì trong một tháng trước đó bản thân có thể trở về Thượng Hải, trở về ngôi trường xưa, giúp tôi tìm lại rất nhiều cảm giác hạnh phúc thời đại học. Vì thế trước khi đi, tôi muốn chia sẻ với mọi người một vài lời. Chính là hãy trân trọng những gì mình đang có. Hãy sống cho hiện tại. Đừng nhớ về những quang vinh trong quá khứ. Đừng hối hận về những lỗi lầm phạm phải trước đây. Đừng hướng tới tương lai một cách mù quáng. Tôi cảm thấy điểm cuốn hút nhất của tuổi trẻ chính là khi bạn phạm phải sai lầm, có thể có cơ hội làm lại. Vậy nên hãy trân trọng người hiểu dở bên cạnh bạn. Em hy vọng đoạn phim Lạc Y nói ở trường cũ có ích cho chị, nên em mang đến cho chị xem. Có phải được phái tới để đại diện nói chuyện với tôi không? Trước giờ chỉ đại diện cho chính mình thôi. Em đoán bây giờ chị đang muốn tìm một người để nói chuyện, nên em đã tự tiến cử mình đến đây. Cảm ơn em. Có phải em cũng có chuyện gì đó nghĩ không thông? Hè năm nay tốt nghiệp xong, có thể em sẽ bị thất nghiệp. Không phải em đang làm rất tốt ở tiệm hoa đó sao? Tiệm hoa cũng sắp đóng cửa rồi. Hôm nay anh định nhất, nhất thời kích động đã đánh ứng đông. Tại sao? Vì một câu nói vô tâm của ứng đông. Anh ta nói nữ nghệ sĩ trong giới giải trí đều không nghiêm túc với chuyện tình cảm. Cho dù tôi không xuất hiện trong cuộc sống của mọi người, nhưng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Kể từ sau khi tốt nghiệp trung học, không phải anh Định Nhất cũng đã không bao giờ xuất hiện trong thế giới của chị sao? Không phải anh ấy vẫn luôn im lặng ảnh hưởng đến cuộc sống của chị sao? Anh ấy đã phá hoại cơ ước mộng ban đầu của tôi, và tôi cũng đã phá hoại nền móng sự nghiệp dường như đang được gây dựng ngay tức thì của anh ấy. Em nói tôi biết suốt cuộc trong hai người bọn tôi ai là người sai. Em cảm thấy trong chuyện tình cảm thì không có ai đúng ai sai. Có thể chỉ thiếu một chút nữa thôi thì chị đã có thể có được trái tim anh Định Nhất. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hối hận vì đã đánh mất một cô gái như chị cho mà xem. Em biết không, có lẽ điều làm tôi thất vọng là gì? Trước giờ anh ấy luôn không xuất hiện trong ký ức của tôi. Có lẽ tôi cũng nợ anh ấy một đoạn. Từ quan tưởng đến nhận thức, cuối cùng phát hiện hai người bọn tôi vốn dĩ không có một quá trình thích hợp. Không có. Nếu chị cho phép, em tin anh Định Nhất chính định sẽ theo đuổi chị là để cho người ở bên cạnh anh ấy được vui vẻ sao? Tôi không muốn thứ tình cảm xen giữa đó. Đó cũng không phải là mối tình đầu mà tôi tưởng tượng. Tôi đã phát sinh rất nhiều chuyện, không thể nào đổi lại được. Có người phụ nữ nào có thể thực sự điều khiển được cơn ác mộng ban đầu của cô ta chứ? Em không cần phải đi ăn sáng nhanh sớm như vậy. Anh không nghĩ hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, ai có thể ngủ ngon chứ? Vì đây em không cần phải bận tâm. Tiểu Dật đã nói anh biết rồi. Cậu ấy nói ba em sẽ không cho em làm nghề này. Cũng không biết tối hôm qua sau khi Vivi tìm được ngải địch nói chuyện thế nào rồi. Sự xuất hiện của cô ấy đã khiến thế giới của chúng ta bị đảo lộn. Sao anh còn quan tâm cô ta nhiều như vậy? Chỉ cần cô ta chịu đóng phim và đến trường của em tổ chức buổi biểu diễn thì mọi việc sẽ đâu về đó. Em hiểu chưa đồ nhỏ nhen này? Anh chưa nghe nói khi phụ nữ yêu thì trái tim là kính lúp sao? Em, anh thấy em là kính hiển vi đó.
Anh Định Nhất, Khang công tử, chị Gia, chờ em. Chào buổi sáng, có thể xuất phát được chưa? Hôm qua em đến phòng thu đã gặp chị Ngải Địch. Thật sao? Chị thật sự cần một khoảng thời gian để bình phục. Không sao, anh đã dự tính đến việc xấu nhất. Chị Kim, vì là sáng nay anh có tiết học, anh đã viết chữ đơn hàng cần giao trên bảng đen rồi. Anh ăn trưa xong sẽ về. Anh Định Nhất, hôm nay anh đứng đông đã gọi cho em. Anh ấy nói đợi anh đi học rồi anh ấy sẽ cho người đến kiểm tra sổ sách. Cậu ấy là ông chủ, đương nhiên có quyền quản lý sổ sách rồi. Đưa cái này cho cậu ấy. Tất cả sổ sách đều ở trong này. Không cần đâu, cảm ơn. Đúng rồi, đây là chìa khóa xe của cậu ấy. Cái này thì không cần đâu. Hôm nay anh không lấy xe không phải là được rồi sao? Đàn ông đều như vậy, dù sống chết cũng cần thể diện. Em cho chiếc chìa khóa này vào ngăn tủ đi. Hôm nay đừng đưa cho Ứng Đông vội. Anh Định Nhất, hôm nay xe máy của em giao cho anh đó. Vậy bọn chị đi đây. Em trông coi cửa hàng cẩn thận. Tạm biệt Tiểu Kim. Chơi gái như trò chơi, Hoa Hữu Hy chơi trò chơi. Chơi gái như trò chơi, Hoa Hữu Hy chơi trò chơi. Chơi gái như trò chơi, Hoa Hữu Hy chơi trò chơi. Chơi gái như trò chơi, cố lên Hoa Hữu Hy. Chơi gái như trò chơi, Hoa Hữu Hy chơi trò chơi. Chơi gái như trò chơi. Cũng không biết Ngã Địch tìm thầy Lam đã nói những gì. Thầy rất mong hoạt động lần này có thể thành công. Cô đến nên chúng tôi cũng yên tâm. Định Nhất, chào anh, mấy ngày rồi không gặp. Đã lâu không gặp. Em gầy đi rồi. Em mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều. Dường như vậy chúng ta gặp lại nhau đã đem lại không ít phiền phức cho anh. Xin lỗi. Em cũng không muốn sự cố chấp của em ảnh hưởng tới cuộc sống của tất cả mọi người. Cho nên biểu diễn ca nhạc lần này và cả phim điện ảnh của đạo diễn Khang, em đều sẽ thực hiện đúng chức trách của mình. Em xem Ngã Địch người ta tại sao có thể trở thành thần tượng của công chúng, rất phóng khoáng. Không phải cuộc sống vẫn phải tiếp tục sao? Đúng vậy. Có điều em cảm thấy chúng ta có nên dập tắt những lời đồn đại không cần thiết kia không? Đây cũng là việc khiến thầy đau đầu nhất hiện giờ. Định Nhất, trong những người anh em của em, có lẽ sẽ có một người bị bôi nhọ. Việc này em sẽ tự mình gánh vác.